viên uống tổng hợp tinh chất từ thiên nhiên sắc ngọc khang, tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám. Bé biếng ăn, bé lười ăn, bé chán ăn, làm cuộc sống gia đình bạn đảo lộn. Làm sao đây? Đã có siro ăn ngon Hoa Thiên với hàm lượng lysine cao cùng mật ong, cao su động vật, DHA, taurin, vitamin giúp bé nhà bạn không còn biếng ăn, lười ăn nữa. Siro ăn ngon Hoa Thiên giúp trẻ ăn ngon hơn, phát triển cơ thể toàn diện về chiều cao, cân nặng và trí tuệ. Giờ thì niềm vui đã thực sự trở lại với gia đình mình rồi. Siro ăn ngon Hoa Thiên, giải pháp hiệu quả cho trẻ biếng ăn. Trời ơi, sao công ty nó cứ thua lỗ điều điều vậy? Sao à sao? Con sáo sang sông bạc gió, con xiết sang sông lội sông mà lội sông tìm ai. Cái công việc mà trực điện thoại, mày làm việc tư vấn mà mày tư vấn kiểu gì, tháng này không có một học viên. Có người điện thoại tới mới tư vấn chứ, không mày điện sao tư vấn được. Mày nghĩ sao không ai điện thoại, cái tháng này tao đóng điện thoại cho ai hả? Mày đừng có xạo xạo, mày nói chuyện riết cái một mùi mày càng ngày càng nở ra kìa. Xạo xạo, tao nói mày lo mày tu bổ nghiệp vụ mày nghe. Tao mướn mày vô tiền mắc lắm chứ mày, tao cho mày vô mày làm bà nội tao nha. Cái công ty này nghe mày, cái công ty một thành viên của tao nghe mày. Mày canh công ty giùm tao, tao đi ăn đám cưới nghe chưa. Khách cưới gọi tới tư vấn cho đàng hoàng nghe chưa. Đây là công ty một thành viên nhớ nghe chưa. Nói nghe nè. Gì? Trời nắng quá, đi ăn đám cưới mặc áo đỏ như chừng trâu bò rượt. Mày điên hả? Đây là thành phố đâu mà trâu bò rượt, rượt là rượt mày á. Cái áo của tao fashion. Tao đây á. Tao đã bớt ở phía cổ. Làm cứ vui vẻ. Trời ơi, cái công ty này đúng là một thành viên. Ôi, tắp vô xíu rồi nói đôi ba câu rồi đi mất tiêu. Nghĩ đi. Nghĩ khỏe mà làm cho bà nữa. Mà Phật, mà công ty mở 3 tháng trời mới có người điện thoại tới. Dạ alo. Dạ trung tâm yến thì sáng sủa xin nghe ạ. Dạ chị nói sao? Chị điện tới không ai bắt máy hả chị? Không có đâu chị, em lúc nào cũng ngồi trực điện thoại mà. Hả? Chị gọi lúc mấy giờ? 12 giờ khuya hả chị? Chị có duyên quá à. Hả chị nói sao? Em mất nết hả? À, trời, alo. Mày điên à, mày điên thiệt á. Công ty người ta là sáng sủa mà điện đêm khuya ai chụp điện thoại mà nói. Bực bội quá đi. Bực bội quá đi. Ủa hả? Nói chị nghe nè nha. Chị á, 12 giờ khuya chị điện ai chụp điện thoại mà chị còn chửi tôi là mất nết là sao? Dạ alo. À dạ chào anh. Dạ không có, em đang bực bội bà kia. Dạ đúng rồi, em là trung tâm mà biết liệt sáng sủa ra. Dạ dạ có khuyến mãi không hả anh? Dạ đợi em chút nha. Có không ta? Có đi. Dạ có anh ơi. Dạ anh có thường nghe người ta nói là học một biết mười đúng không anh? Đó, công ty của em cũng khuyến mãi là mười khóa. Dạ có luôn. Có luôn, em khuyến mãi cho anh luôn. Có nghĩa là bao ăn ở luôn anh. Anh cứ đưa bé tới đây đi. Anh nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Hẹn gặp lại anh nha. See you tầm lém. À không, see you again. Dạ, bye bye. Dạ. Ôi, đã có một người đăng ký rồi. Ông sao sang sông lội sông lội sông. Mày lội đi đâu? Mày lội đi đâu? Có sao đi đám cưới? Tao quên đồ. Mày canh cái gì mà mày vui gì mày hát hoài vậy? Mày không lo mày trực điện thoại người ta gọi tới rồi mày lỡ cú điện thoại người ta làm sao? Không có, có rồi. Mới có một người điện thoại rồi. Có đăng ký không? Có đăng ký luôn rồi. Trời ơi giỏi quá thông minh. Oh yeah. Con Sáu giỏi quá Sáu ơi. Bây giờ làm ăn là có khuyến mãi. Đó, khuyến mãi đăng ký một khóa tặng 10 khóa. Bao luôn ăn và ở. Ta đăng ký liền, đăng ký liền. Con ký... điên. Mà ở đâu ra cái vụ bao ăn ở? Thì tại vì anh nó nè, nè. Bao ăn ở nè cho nên. Tao bao mày ăn ở chứ tao có bao học viên ăn ở không? Hả? Con điên. Mày tư vấn kiểu này chắc công ty tao phá sản. Viên uống tổng hợp tinh chất từ thiên nhiên sắc ngọc khang, tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám.